Nhiên liệu sinh học biofuels được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc sinh học, chế xuất từ chất béo động thực vật, ngũ cốc, chất thải nông nghiệp hoặc mùn cưa, gỗ thải trong sản xuất công nghiệp. Nhờ điều kiện thiên nhiên thuận lợi, tiềm năng sinh khối của Việt Nam phong phú với khả năng hàng năm tạo ra khoảng 29,5 triệu tấn gỗ củi, phụ phẩm cây nông nghiệp lên tới 78 triệu tấn, tạo nguồn năng lượng tương đương 256,3 triệu MWh và khí sinh học bioga phân hủy từ phân động vật, phụ phẩm nông nghiệp có thể cung cấp tới 7,5 triệu MWh. Việc phát triển các nguồn nhiên liệu này không chỉ giúp giảm bớt các chất thải ra môi trường mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tận dụng một lượng lớn phế phẩm trong sản xuất nông lâm nghiệp, giảm một phần chi phí trong việc xử lý chất thải ra môi trường. Cơ sở sản xuất này mỗi tháng đã cung ứng hơn 900 tấn than không khói ra thị trường, trong đó 80% là xuất khẩu sang các nước Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Chúng tôi thu gom tất cả những cái mùn cưa và củi vụn trong địa phương và trong huyện. Xong cái chúng tôi lại đưa vào một cái máy để nghiền ra cái lượng mùn theo cái chỉ định và đưa vào máy sấy và đưa máy ép. Máy ép ra cái thanh phôi rồi đưa ra chiết khấu và cái khói bụi để đạt cái than sạch đưa ra thị trường. Cái ưu điểm của than sạch này hiện bây giờ là đang có cái sử dụng của rất tốt ở trong cái nước và nước ngoài có thể sử dụng rất tốt. Bây giờ là tránh vì cái độc hại từ than đá và từ các loại than và từ các loại than củi ở địa phương rừng họ đốt ngày xưa. Nhưng mà bây giờ chúng tôi là không dùng cái loại than đấy nữa mà tất cả đều phải đưa ra cái than mùn cưa để chế tạo thành một cái sản phẩm than sạch. Không chỉ tạo được chất đốt an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà than sinh học còn mở ra triển vọng giải quyết tình trạng khan hiếm chất đốt ở nông thôn, giảm nạn phá rừng, thay thế các loại nhiên liệu như ga, dầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong ngành nông nghiệp. Trước khi là cái than sạch này khi mà đã qua cái xử lý khói của chúng tôi là đã được tất cả bên nước ngoài kiểm định và đưa ra test nhiệt độ cao, nhiệt lượng lớn, xong cái là đưa ra nhiệt lượng sạch. Cái than này của chúng tôi khi mà đã ra sản phẩm thì có thể là đưa ra vào phòng điều hòa đốt không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Thu mua phế phụ phẩm nông nghiệp sử dụng làm điện lót sinh học trong chăn nuôi. Mỗi năm, trang trại này sử dụng 30.000 tấn phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất ra 25.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh. Cùng với phát triển công nghệ bioga trong xử lý chất thải chăn nuôi, tạo ra nguồn nhiên liệu thay thế sạch dùng tại chỗ, đang là định hướng mà đơn vị này xây dựng. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phát triển thêm một cái năng lượng sạch. Còn là ngoài những cái sản xuất phân bón đấy thì chúng tôi cũng phát triển thêm những cái về năng lượng như kiểu là bioga hay là năng lượng tái tạo, năng lượng tổng hợp từ những cái phế phụ phẩm như là rơm rạ. Việc sử dụng khí sinh học bioga trong nông nghiệp hiện nay không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải trong chăn nuôi gây ra mà còn cung cấp nguồn năng lượng thay thế như sử dụng làm chất đốt, thắp sáng, sử dụng phụ phẩm làm phân bón mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây thực sự là giải pháp hữu hiệu để ngành chăn nuôi phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả. Mục tiêu của sản xuất tuần hoàn là tái chế, tái sử dụng, tạo ra các cái nguồn năng lượng mới. Kể cả những các cái nguồn lực mà đang hiện hữu, ví dụ như là các cái trước đây thì nó là phế phụ phẩm, phế phẩm, nhưng mà hiện nay thì cái khái niệm phế phẩm nó sẽ dần dần không còn nữa, mà tất cả các cái phụ phẩm nông nghiệp tạo ra các cái nguồn năng lượng, kể cả như nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, thì đây là những cái mục tiêu mà chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái tiến trình phát triển kinh tế, trong chí ít là trong giai đoạn hiện nay, và chúng tôi nghĩ rằng là về lâu dài. Việc phát triển nhiên liệu sinh học đã được nước ta đặt ra từ năm 2007, Bộ Công Thương, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang triển khai quyết liệt. Hiện xăng A92 đã được thay thế bằng xăng E5 chứa 5% ethanol trong cả nước. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khoảng cách sử dụng nhiên liệu sinh học của Việt Nam so với nhiều nước đang còn cách xa. Chúng ta cũng cần phải nghĩ đến cái việc mà những cái xăng khoáng tự nhiên dần dần nó cũng phải không còn nhiều nữa, và hướng đến những cái sản phẩm thế mạnh của chúng ta về nông nghiệp để chúng ta sản xuất ra những cái E100 để chúng ta phối trộn với xăng để chúng ta chủ động được cái sản lượng mà cái nhu cầu cũng như nguồn cung của trong nước của chúng ta.
Trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương cũng phối hợp với cả các cơ quan, đặc biệt là một số các tổ chức, đặc biệt là hội đồng ngũ cốc của các nước như là Mỹ, chúng ta tham gia để chúng ta học hỏi họ, để họ trong quá trình các năm vừa qua họ triển khai đối với cả E5 và E10, thì từ những cái mà chúng ta được học và những cái đánh giá, nhìn nhận và cách quản lý của các nước cũng như là một số nước lân cận đồng với cả nền kinh tế và cái nhu cầu của chúng ta, và những cái nước mà có cái nền kinh tế phát triển tốt như Mỹ, để chúng ta có những cái tham mưu lại cho lãnh đạo Bộ Công Thương và Chính phủ để chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái việc triển khai đối với cả xăng nhiên liệu sinh học. Tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tháng 11 năm 2021, Việt Nam cùng gần 150 quốc gia đã cam kết đến năm 2050 đạt mức phát thải ròng bằng không. Tới đây, các thị trường nhập khẩu quan trọng sẽ áp dụng thuế suất cao đối với các sản phẩm có dấu chân carbon lớn, hay các định chế tài chính và tổ chức tín dụng quốc tế sẽ ngừng tài trợ cho các dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thế nhưng, việc phát triển các nguồn nhiên liệu sạch này vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc sẵn sàng về nguồn nhiên liệu. Đây là nhà máy sản xuất lớn nhất và duy nhất sản xuất cồn cho việc sản xuất xăng sinh học E5 trên cả nước, với công suất lên tới 100.000 tấn một năm. Nguyên liệu chính là sắn, tuy nhiên, nhà máy thường xuyên gặp tình trạng thiếu nguyên liệu. Để duy trì hoạt động sản xuất, nhà máy phải thu mua nguyên liệu ở những nước lân cận như Lào và Campuchia. Đại diện nhà máy cũng phải đưa ra kế hoạch dài hạn để bảo đảm vùng nguyên liệu trong tương lai, khoanh vùng Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh là vùng nguyên liệu chính. Những cái năm trước đây ấy, thì thông thường là nó cung cấp cho nhà máy được khoảng 30% sản lượng thôi. Còn ở các cái vùng lân cận như là Tây Ninh hoặc là Bình Phước rồi các cái vùng Đắk Lắk về. Nguồn sắt lát này thì phụ thuộc nông dân. Nông dân người ta trồng nhiều á, mình có cái nguồn nó dồi dào. Còn cái hướng lâu dài của Tùng Lâm thì hiện nay đang đi phát triển những cái vùng nguyên liệu như ở Đắk Lắk chẳng hạn. Để mục tiêu là ổn định cái nguồn nguyên liệu đầu vào, để ổn định cái sản phẩm đầu ra cho cung cấp cho cái ngành xăng dầu. Là nguyên liệu chính để sản xuất nhiên liệu sinh học bioethanol, tuy nhiên tại Việt Nam, sản lượng mía đường liên tục sụt giảm trong 10 năm trở lại đây. Niên vụ 2021-2022, toàn ngành mía đường đã ép được 7,5 triệu tấn mía, sản xuất được gần 741.700 tấn đường, giảm 33% so với niên vụ 2019-2020 và giảm 38% so với niên vụ 2018-2019. Tương tự như sắn và mía đường, các doanh nghiệp sản xuất than sinh học với nhiều tiềm năng rộng mở hiện cũng gặp khó khăn trong tìm kiếm nguồn nguyên liệu. Nhiều doanh nghiệp phải mở rộng, thu mua nhiều loại phế phụ phẩm nông nghiệp để đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Quy là những cái sản phẩm của chúng tôi hiện bây giờ đang bị thiếu nghiêm trọng, hiện bây giờ đang không có để sản xuất. Mà các đầu vào hiện bây giờ chúng tôi là phải đi gom trong huyện, trong xã là cũng rất là mở rộng và gom hết những cái phụ phí từ mùn cưa đến giám bào đến củi vụn và đến loại ngô để nghiền ra cái lượng mùn để ép ra một cái sản phẩm đưa ra cái than sạch xuất ra thị trường nước ngoài. Dù than mùn cưa, viên nén gỗ đang là mặt hàng rất được ưa chuộng trên thị trường xuất khẩu, và dù có định hướng về việc nhập thêm máy móc để mở rộng xuất khẩu thì cũng không thể thực hiện được do không đủ nguồn lực tài chính, việc tiếp cận các nguồn vốn vay còn hạn chế. Hiện bây giờ cái vốn chúng tôi đang rất khó khăn là cái vốn đồng chữ, là hiện bây giờ chúng tôi phải bỏ ra là hầu như là 80-90%. Vay được không đáng kể. Thế hiện bây giờ là chúng tôi đang muốn là nhờ cơ quan nhà nước và tất cả mọi cái tạo dựng cho chúng tôi là một là cái mặt bằng cơ sở tốt, hai nữa là cho chúng tôi cái thời hạn để chúng tôi sản xuất, mà để chúng tôi đầu tư những cái sản xuất và những cái công nghệ mới có thể là tốt lên và đưa ra nhiều sản phẩm tốt nữa. Có thể thấy tiềm năng và cả lợi ích đều rất rõ. Tuy nhiên, việc phát triển ngành nhiên liệu sinh học ở Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm nhiên liệu sinh học trên cả nước, xây dựng và ban hành quy chế phân phối sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành các quy chuẩn quốc gia trong sản xuất và phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học, phối hợp với ban điều hành liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp thực hiện các đề án, dự án bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo ở những khu vực đất đai cằn cỗi có giá trị nông nghiệp thấp, giá trị canh tác trồng trọt rồi nước tưới các thứ khó khăn, chúng ta phát triển các nguồn năng lượng mới, thí dụ như điện sinh khối, điện rác, là chúng ta gắn với lại cái việc là xử lý môi trường, thí dụ như các cái phụ phẩm nông nghiệp rồi công nghiệp về giấy rồi
gỗ thứ vân vân, thì các phụ phẩm của nó là chúng ta có thể đốt kèm và với lại cái để cho mục đích cái phát điện sinh khối hay là xử lý rác đấy cho các nhà máy xử lý điện rác. Với vai trò kép trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính theo công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cũng như là nguồn năng lượng thay thế dồi dào cho nhiên liệu hóa thạch, năng lượng sinh học được đánh giá là có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trước thực trạng các mô hình sản xuất năng lượng đều có điểm mạnh và điểm yếu, trong đó điểm trừ của điện hạt nhân là rủi ro cao và công nghệ đắt đỏ, điện than là ô nhiễm môi trường và tiếng ồn, thủy điện là làm thay đổi môi trường thủy sinh. Rõ ràng, điện mặt trời không thể phủ nhận là xu hướng tương lai của nhân loại. Ấn Độ là quốc gia tiên phong trong sử dụng pin mặt trời trên các con kênh từ cách đây một thập kỷ, giúp giảm sự bốc hơi khi phát điện. Không nằm ngoài xu thế, Colombia vừa khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời La Loma, dự án quang điện lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ với công suất thiết kế hơn 180 MW. Nếu bang nắng nóng California của chúng ta cũng sẽ sử dụng pin mặt trời bao phủ các con kênh, sẽ giữ được khoảng 63 tỷ gallon nước khỏi bốc hơi. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo, các loại năng lượng sạch như điện mặt trời và điện gió sẽ phát triển mạnh và trở nên phổ biến trong thập kỷ này khi thế giới nỗ lực đạt mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC cho biết, chi phí cho một đơn vị pin mặt trời đã giảm 85% giai đoạn 2010-2019, trong khi năng lượng gió giảm 55%. Theo IPCC, các công nghệ năng lượng quy mô nhỏ như pin mặt trời hay các loại pin đến nay đều chứng tỏ được sự phát triển và thích nghi nhanh hơn các công nghệ cồng kềnh và đầy rủi ro như năng lượng hạt nhân. Năng lượng mặt trời là cách thức phát điện rẻ nhất từ trước tới nay. Riêng năng lượng mặt trời có thể đóng góp một nửa năng lượng điện toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Ước tính đạo luật mới vừa được thông qua của chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể giúp tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời lên gấp 5 lần vào năm 2025 so với năm 2020. Trong một báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các tấm pin năng lượng mặt trời mới cho thấy hiệu quả tăng hơn 20% trong việc chuyển ánh sáng thành năng lượng so với các mô đun tiêu chuẩn được lắp đặt cách đây từ 4 đến 5 năm. Các tấm pin bằng vật liệu mới hoặc vật liệu lai được giới chuyên gia dự báo có thể đạt hiệu quả rất cao trong việc tạo ra điện. Những vật liệu mới bao gồm các công nghệ phi mỏng, siêu nhẹ, rẻ và hiệu quả, như sử dụng khoáng chất perovskit có thể in được từ mực. Việc thêm các vật liệu có chứa kim loại vào các tấm perovskit giúp chúng ổn định hơn với hiệu quả không kém các mẫu silicon truyền thống. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford cũng đã sản xuất được một tấm pin mặt trời có thể tạo năng lượng cả vào ban đêm bằng việc sử dụng hơi nóng bốc lên từ mặt đất. Viện Nghiên cứu Điện năng cho biết, một thiết kế nhằm tăng hiệu quả phát điện đang ngày càng phổ biến trong các dự án quy mô lớn là tấm pin mặt trời hai chiều. Loại này hấp thụ năng lượng không chỉ trực tiếp từ tia nắng mà cả từ các tia sáng được phản chiếu dưới mặt đất. Điều này có thể minh chứng cho sự phát triển về công nghệ trong năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ngoài việc tận dụng các ưu việt nổi trội về công nghệ, môi trường từ điện mặt trời, các quốc gia cũng cần sớm tính cách giải quyết nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải pin năng lượng mặt trời trong thời gian tới.